Nha Đam vốn được đánh giá là thần dược làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có khá nhiều người gặp phải hiện tượng đắp mặt nạ Nha Đam bị ngứa. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng này? Cách làm Nha Đam đắp mặt không bị ngứa có đơn giản không? Hãy cùng theo dõi Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp, tìm hiểu nguyên nhân gây ngứa do dùng Nha Đam và các mẹo để giúp bạn dưỡng da mà không bị hiện tượng trên nhé. Nha Đam là bí quyết dưỡng da giá rẻ cho các chị em thích phương pháp chăm sóc da tự nhiên tại nhà. Tuy nhiên, trong Nha Đam, cụ thể là phần mủ vàng của Nha Đam có chứa chất độc, dễ gây kích ứng da khi tiếp xúc. Phần mủ vàng này nằm ở gần vỏ Nha Đam, khi gọt da bạn sẽ thấy mủ vàng chảy ra cùng với gel. Mủ Nha Đam nếu ăn phải sẽ gây tiêu chảy, ngộ độc và dị ứng nặng, khiến cơ thể phù nề, lưỡi mất cảm giác, cổ họng sưng đau, ngứa ngáy dữ dội. Bên cạnh đó, trong Nha Đam có chứa một chất tên là bradykinin, khi tiếp xúc trực tiếp với các vết thương hở có thể gây ra hiện tượng dị ứng, nhiễm trùng, sưng tấy, bong chóc da. Ngoài ra, việc bị ngứa còn có thể là do bạn không làm sạch Nha Đam, bởi trong Nha Đam có chứa nhựa, sẽ khiến cho những người có làn da nhạy cảm dễ bị kích ứng và dị ứng nhé. Bôi Nha Đam bị ngứa mặt phải làm sao? Trước hết bạn cần rửa mặt thật sạch với nước để đảm bảo rằng không còn phần gel hoặc mủ Nha Đam sót lại. Tiếp đó, bạn thấm nước muối sinh lý ra bông tẩy trang rồi dùng bông lau mặt nhẹ nhàng. Đợi một lúc nếu da vẫn ngứa, thì bạn có thể xoa đá lạnh để giảm cảm giác ngứa rát da. Còn đối với trường hợp bị ngứa ngáy dữ dội, phát ban, bỏng rát thì bạn nên tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám và kê đơn thuốc điều trị kịp thời. Và cũng đừng quên hãy uống thật nhiều nước và xịt khoáng liên tục để làm suy giảm hiện tượng kích ứng trên da nhé. Ngoài ra, trong khoảng thời gian da mặt bị ngứa, thì tuyệt đối không nên sử dụng bất kỳ món mỹ phẩm dưỡng da hay trang điểm nào để tránh hiện tượng kích ứng xảy ra nặng hơn. Có nhiều người đắp mặt nạ Nha Đam bị ngứa có thể là do không làm sạch nhựa Nha Đam, hoặc kết hợp sử dụng nguyên liệu sai cách. Bạn có thể làm mặt nạ Nha Đam kết hợp cùng với các loại nguyên liệu có sẵn, như nước vo gạo, sữa chua, mật ong, để không bị ngứa. Sau đây Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp sẽ hướng dẫn chị em cách làm Nha Đam đắp mặt, không bị ngứa cực kỳ đơn giản như sau. Bước 1. Sơ chế Nha Đam. Đầu tiên bạn cần phải sơ chế Nha Đam đúng cách, đó là, sau khi cắt lấy lá Nha Đam tươi, bạn hãy rửa sạch lại với nước, rồi dựng ngược xuống trong khoảng 10 đến 15 phút để nhựa Nha Đam chảy hết. Tiếp theo bạn dùng dao lọc bỏ toàn bộ phần vỏ và chỉ lấy phần gel trắng bên trong. Để cẩn thận hơn bạn hãy ngâm phần gel đó trong nước muối loãng khoảng 2 đến 3 phút để Nha Đam sạch hơn nhé. Trước khi đắp mặt nạ Nha Đam, bạn hãy bôi thử một chút vào lòng bàn tay, chờ trong khoảng 15 đến 20 phút, nếu không thấy có bất cứ dấu hiệu nào bất thường thì hãy đắp lên mặt, bởi dù bạn đã sơ chế cẩn thận nhưng có những người làn da quá mẫn cảm cũng có thể bị dị ứng. Chỉ nên đắp mặt nạ Nha Đam 2 đến 3 lần trên tuần, không được lạm dụng sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Và đặc biệt là phải luôn nhớ quy tắc bảo vệ da cẩn thận khi ra ngoài trời nắng, bởi đắp mặt nạ Nha Đam tươi có thể khiến da dễ bắt nắng hơn. Do đó, chị em cần mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, kính râm, thoa kem chống nắng kỹ càng. Thời điểm đắp Nha Đam tươi tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Để hạn chế tình trạng ngứa da khi đắp Nha Đam, bạn có thể dùng mặt nạ tinh chất lô hội cho đơn giản. Xịt khoáng với Nha Đam. Ngoài cách dùng trực tiếp với Nha Đam, bạn có thể tự làm xịt khoáng ngay tại nhà cùng với Nha Đam tươi và một số nguyên liệu đơn giản khác. Đối với làn da cháy nắng trong ngày hè, xịt khoáng cùng với Nha Đam chính là một giải pháp tuyệt vời. Nha Đam có khả năng làm dịu da, kháng viêm và xoa dịu tổn thương ở trên da. Ưu điểm của xịt khoáng Nha Đam chính là vừa cấp nước, vừa giảm nhờn, không gây kích ứng cho da và hạn chế tiết ra dầu nhờn. Bước chuẩn bị nguyên liệu để làm xịt khoáng Nha Đam. Đầu tiên, để làm nước xịt khoáng Nha Đam với nước hoa hồng cần các nguyên liệu sau: một thìa cà phê gel Nha Đam, một quả dưa chuột và đặc biệt là một muỗng canh nước hoa hồng nhé. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp đã chia sẻ bên trên, thì bạn sẽ thực hiện các bước tiếp theo để có sản phẩm xịt khoáng chất lượng nhé. Bước 1, đầu tiên bạn phải thái dưa chuột ra thành từng miếng, rồi xay cho đến khi thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Bước 2, sử dụng vải xô để lọc bã rồi vắt lấy nước vào một tô lớn. Bước 3, cho thêm nước hoa hồng, gel lô hội vào bát rồi trộn đều hỗn hợp. Bước 4, cuối cùng là đổ hỗn hợp dưỡng da vào trong bình xịt rồi sử dụng nhé. Trong video ở trên Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp đã gợi ý cho các bạn các cách làm Nha Đam đắp mặt sao để không bị ngứa. Trước khi tham khảo cách làm mặt nạ, thì bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về loại da của mình để có thể lựa chọn được nguyên liệu làm mặt nạ đúng đắn nhé. Tuy nhiên khi dùng mặt nạ tự nhiên tuy có hiệu quả, nhưng phải mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị và phải kiên trì lâu dài. Nếu có điều kiện thì bạn nên sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da và trắng sáng sẽ tiết kiệm thời gian và vô cùng hiệu quả nhé. Bên Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.